Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Kiến Phú Mỹ, đơn vị thiết kế thi công chọn gói uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, Nhà đẹp Kiến Phú Mỹ xin giới thiệu tới quý vị mẫu thiết kế tòa nhà văn phòng cho thuê 7 tầng với diện tích sàn 95m² của gia đình bà Hoài, có địa chỉ xây dựng tại Nguyễn Xiển, Hà Nội. Kiến trúc mẫu tòa nhà văn phòng 7 tầng mang phong cách hiện đại đẹp, với toàn cảnh mặt tiền 8m hiện lên vô cùng vững chãi chắc chắn, được xây dựng trên hết diện tích có mặt tiền 8m và chiều sâu 12m, cao cấp và điển hình dễ dàng nhận biết khi ngang qua góc đường nơi đây. Sự thành công của mẫu tòa nhà văn phòng cho thuê này chính là thành quả của quá trình làm việc hợp tác hiệu quả giữa chủ đầu tư và Kiến Phú Mỹ, không chỉ tạo ấn tượng với lối kiến trúc mãn nhãn, sự tính toán cẩn trọng trong từng chi tiết tòa nhà văn phòng hiện đại này còn được thiết kế tận dụng tối đa diện tích, tạo nên sự phân bố hợp lý, đem đến tính tiện nghi cho doanh nghiệp thuê khi sử dụng dịch vụ tại đây. Toàn bộ mặt tiền của thiết kế tòa nhà văn phòng 7 tầng và một bán hầm được lắp đặt kính cường lực chắn sáng, vừa tạo được điểm nhấn cho công trình, vừa mang đến nét đẹp sang trọng thông thoáng trong thiết kế kiến trúc của tòa nhà. Ngoại thất mẫu tòa nhà văn phòng cho thuê này, sau khi tìm hiểu một số yếu tố về phong thủy của gia chủ, kiến trúc sư của Kiến Phú Mỹ tư vấn lựa chọn màu cam sậm sơn giả đá làm chủ đạo và vàng đồng cho khối kiến trúc tầng trệt. Việc kết hợp tôn màu trắng và 100% chất liệu kính sáng ở các tầng trên rất phù hợp với gia chủ trong hoạt động kinh doanh. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh tuổi sẽ góp phần thúc đẩy việc kinh doanh cho thuê thuận lợi, phát triển theo hướng tích cực hơn. Xét về tính chất, màu cam sậm giả đá được xem là tôn màu sang trọng kiên cố, thường được sử dụng trong rất nhiều công trình kiến trúc khác nhau, tạo cảm giác an toàn với phần nền công trình kiên cố trong mắt người nhìn. Ngoài ra, không gian cũng trở nên tươi sáng rộng mở và luôn mới mẻ sáng sủa nhờ việc sử dụng kính phía trên. Việc kiến trúc sư bố trí tôn cam đất sậm làm đế tầng 1 và tầng lừng, kết hợp sử dụng kính các tầng trên cao ngoại thất góp phần mang đến sự mới mẻ, không gian đẳng cấp sang trọng cho tổng thể mẫu thiết kế tòa nhà văn phòng cho thuê mặt tiền 8m này. Việc sử dụng ngoại thất 100% kính ngoài việc tạo nên diện mạo ngoại thất cao cấp sang trọng thì còn rất nhiều ưu điểm, như ưu điểm lớn nhất của kính là khả năng cho ánh sáng đi qua và ngăn được gió bụi. Kính có bề mặt phẳng nhẵn cũng rất thuận tiện cho việc lau chùi vệ sinh. Ngoài ra, vật liệu kính cũng tạo cho không gian trở nên rộng hơn và là trợ thủ đắc lực cho người thiết kế trong sáng tạo không gian hình khối kiến trúc. Thiết kế tòa nhà văn phòng kiến trúc hiện đại 7 tầng được bố trí công năng rất hiện đại. Tầng 1 được thiết kế kết hợp tầng lừng và tầng bán hầm, mở ra một khoảng không gian tiếp đón khách rộng thoáng sang trọng cuốn hút, tạo ấn tượng hào sảng cao cấp đối với khách hàng tới văn phòng công ty. Ngoài ra, nơi tầng tung cũng được thiết kế thoáng có phân khu cà phê ngoài trời độc đáo, đem lại khoảng không gian lý tưởng cho toàn bộ nhân viên tòa nhà có thể nghỉ ngơi giải trí. Vừa rồi là mẫu thiết kế tòa nhà văn phòng cho thuê 7 tầng có mức đầu tư khoảng trên dưới 7,6 tỷ đồng của gia đình bà Hoài, có địa chỉ xây dựng tại Hà Nội. Hy vọng sau khi xem video, quý vị đã có những gợi ý để xây dựng cho mình một ngôi nhà ưng ý nhất. Nếu quý vị cũng đang có nhu cầu sở hữu cho mình một mẫu nhà đẹp như vậy, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 098 1111 838 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất nhé. Cảm ơn quý vị đã xem hết video.
Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.